chúng ta sẽ có, đầu tiên là phải tạo ra cái mảng đã đúng không? Chúng ta có va ARR bằng mảng rỗng này. Xong. Dùng vòng for y bằng 0, y nhỏ hơn 100. Y nhỏ hơn 100. ARR ở vị trí thứ y nó sẽ bằng cái gì? Cái câu lệnh random là gì nhỉ? Mat chấm floor gì nữa, mat chấm random gì nữa, nhân 1000 cộng 1, 1000 nhân cái gì nữa, cộng 1 chứ này đúng không? Sao lại trừ 100? Đây 1000 nhân 1000 là sao? Cái này trừ đi hả? Rồi console.log ra cái ARR cái đã. Rồi chúng ta có một mảng trăm số. Xong. Cái gì vậy? Một mảng 100 số nhá. Bây giờ làm nào để tìm được ba số khác nhau? À, ba số mà có sao cái máy chiếu lại bị ngủ? Sao giờ? Rồi. Ai làm rồi nào? Đọc cho tôi nào. Làm 3 vòng là for. For y nhỏ hơn arr.len này. Sau đó là for z. Cái trên là y. Không sao. Vẫn được. Là gì? Xong rồi for k. Rồi sao nữa? What the fuck? Là điều kiện cho nếu mà nó từ thì bỏ qua cái này. Vòng đầu không xử lý gì đúng không? Vòng thứ hai, nếu mà z bằng y, if y bằng với z thì continue luôn. Đúng chưa? Không, em đặt nó ở vòng thứ ba. Thế vậy tức là ông phải xử lý thêm một vòng nữa. Thêm 99 số nữa. Còn đây là if y bằng k hoặc z bằng k thì continue. Đúng không? Còn nếu không continue thì sao? Sao? If arr y cộng arr z lớn hơn arr k và gì? Arr z y cộng arr k lớn hơn arr z và ARRZ thì chứng minh đây là tam giác đúng không?
thì rồi sao nữa? Và CV bằng ba thằng này cộng với nhau đúng không? Và P bằng CV trên 2. Và S bằng bằng gì? Mass.sqrt của P nhân với P trừ I nhân với P trừ ARRZ nhân với P trừ ARRK. Sau đó là console log. Console log gì? Các document write. Document write. Các vị trí index 2 chấm G K hình thành tam giác. Với độ dài chu vi diện tích xong vậy thôi. Quả lỗi rồi, tính à đây, cho cái tính len. ARR len. Không ra cái gì hả? If y bằng k, z bằng k thì continue. Treo luôn. Là sao? Tại sao lại là vòng lặp đầu tiên? Để tôi coi nào. Để 10 số thôi. Này to mà treo luôn đấy, nó nhiều quá, thấy không? 10 số thì sẽ ra, nhưng 100 số thì tổ hợp nó quá nhiều. Đây 10 số nó còn như này này.
Còn nếu mà cái gì mà ngoài chu vi này trời. Viết thừa chữ ngoài rồi. Đây là index. Đây là số index 023, 025, 027, 031, 032. Index. Cái gì? Ba tần tử tức là ba số. Ba số thì là một số có ba chỉ số. Thẻ legend là mình sẽ viết đi nào nhỉ? A few set. Giờ chúng ta làm 10 cái thì 100 cái thì chắc là quay đến mai cũng xong. Đấy là máy thì còn xịn hơn máy các ông đấy. Máy em quay được 100 số ạ. Thế á? Vâng ạ. Kinh nhập. Rất nhiều luôn. Cực kỳ nhiều. Thế đấy là cái bài toán chúng ta làm. Đây là cách này còn có thể hiểu được. Chúng ta có thể có những cách khác. Được chưa nhỉ? Tôi đẩy cốt lên nhá. Lầu thế. Đây, tôi đang rồi để đây. Sao ấy. Nhưng mạng này có vấn đề đúng không? Rồi cốt lên rồi các bạn nha. Cốt đẩy lên rồi nhá.
Xong chưa? Con chạy đi. Sau đó rồi tiếp tục. Bài này dài phết nhỉ. Xong về phần này chưa? Có ai thắc mắc gì nữa không? Test xong hết đi. Chúng ta tiếp tục sang một cái phần lý thuyết mới. Phần này sẽ làm cho cái code của chúng ta sinh động hơn rất nhiều và nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Khái niệm tiếp theo chúng ta sẽ động đến đó là hàm. Hàm. Chúng ta hãy tưởng tượng như sau. Tôi nói qua là các bạn sẽ thấy nhé. Chúng ta tưởng tượng như sau, nếu mà tôi làm thế này có được không nhé? Đây. Thì đơn cử là cái này thôi. Tôi cắt cái đoạn if này đi. Cắt cái đoạn if này đi. Được chưa? Tôi tạo ra một cái file mới. New file. Tên là main.js. Ở đây tôi viết một cái function. Trong này nhận ba cái tham số. Ba tham số là A, đây là A, B và C. Tôi thay hết toàn bộ những cái ARRI. Thay hết toàn bộ những cái thay hết toàn bộ những cái ARRI. Trở thành cái biến A. Thay hết toàn bộ những cái biến ARRZ thành biến B. Và ARRK thành C. Xong. Tôi đặt tên cho cái hàm này, đây là tôi viết một hàm, function là hàm mà. Đặt tên cho hàm này là check tam giác. Xong. Bây giờ ở đây tôi nhét cái này vào đây, check tam giác. Sau đó tôi tiến hành viết ARRI
phẩy ARRJ phẩy ARRK. Xong. Code của chúng ta có ngắn hơn không? Ngoài ra tôi sẽ tiến hành là script text.js này src bằng main.js. Xong. Chạy thử xem có chạy được không nhá. Kết quả vẫn như cũ. Đúng không? Chỉ có những cái đơn vị là thay đổi thôi. Đúng không? Code thì vẫn chạy thôi, chạy được như cũ. Nhưng mà code của chúng ta ngắn hơn. Ngoài ra nếu vẫn một bài toán tính tam giác như này, ở trong file index.html tôi vẫn muốn dùng thì sao? Ví dụ như đơn giản như ở đây tôi có và tôi lại script cái này vào public main.js, bỏ qua cái main.js đi. Tôi sẽ có là check tam giác đây là 2.3.345 đi. Này có chạy không? Nếu tôi muốn làm như này thì sao? Ở cái file index.js này tôi cũng muốn check tam giác nhưng mà đơn vị tôi truyền vào là 345. Có chạy được không? Chẳng có gì không chạy. Tí xem lỗi đâu đã. E not defined. E nào nhỉ? Chờ tôi chút. Ở các vị trí đúng rồi, cái này là chỉ check được mạng thôi. Thế bỏ các vị trí này đi. Bỏ cái legend này đi. Đây. Độ dài 3.45, chu vi 12.6. Chúng ta quay lại cái này. Độ dài 7.62, 9.26, 7.46 có hình thành tam giác giống vậy đúng không? Tức là sao? Tức ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là chúng ta thường xuyên đối mặt với cái tình huống là có một cái đoạn code nào đấy chúng ta sẽ phải triển khai ở nhiều nơi khác nhau. Đúng không? Có thể là ở file array.html, có thể là file index.html. Sau này các bạn viết ở trên một cái website của chúng ta đâu mà vài trăm cái html nữa. Đảm bảo sẽ có những cái đoạn code nó bị trùng nhau và sử dụng lặp đi lặp lại nó ít nhất là 2 lần. Đúng không? Nếu mà chúng ta cứ hồn nhiên code như cũ, các bạn lưu ý này, nếu chúng ta cứ hồn nhiên code như cũ, cái đoạn code ở bên này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 16 dòng, 15 dòng thôi. Rơi tầm 15 dòng. 15 dòng này các bạn biết được khoảng 200 lần có khi nào bị sai không? Sai lỗi chính tả, sai cú pháp, đặt sai nhấn. Có. Chắc chắn sẽ có. Như vậy là cái gì? Khi mà chúng ta cứ viết đi viết lại một cái nội dung như này kể cả máy, nó còn thấy chán nữa là người. Đúng không? Và cái tỷ lệ sai sót của nó quá cao. Cho nên người ta mới sinh ra một cái khái niệm người ta gọi là hàm. Hàm. Thì cái hàm này đơn giản như sau. Tôi có một cái đoạn code, cái mớ code nằm ở phía trong cái cặp dấu ngoặc này, mớ ít bắt đầu từ ít đổ xuống ấy. Tôi gọi là một cái block code, một cái khối code. Tôi sẽ tiến hành cái thằng này, tôi chắc chắn là tôi sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên tôi tiến hành là nhóm nó vào trong một cái hàm và tôi đặt tên cho cái hàm này. Ví dụ nhỉ? Nó cũng là chứng tỏ đây nó cũng là hàm, nó cũng là một cái đại lượng được đặt tên. Và nó cũng đại diện cho một cái số lượng code nhất định. Thế nhỉ? Thì đây cái chữ function kia, cú pháp của chúng ta là cái function kia. Đó là cái từ khóa để đại diện cho việc là định nghĩa ra hàm. Thế chứ nhỉ? Sau đó cái hàm này khi mà chạy, muốn chạy cái hàm này, tức là muốn chạy toàn bộ 15 dòng code này, thì chúng ta chỉ việc đơn giản gọi tên hàm, sau đó truyền tham số nếu có vào là xong. Thế chưa? Nếu mà nói nôm na ra cho dễ hiểu ấy, thì chúng ta ở đây có chữ LL. Chúng ta ví dụ muốn hợp cái tam hợp kiếm làm nào? Bao gồm là búa này, búa gỗ này, thủy kiếm này,
Kiếm trích này. Đúng không? Được chưa? Thì ba cái này nó chính là ba cái tham số. Đúng không? Ba cái tham số để output cho chúng ta một cái function đấy, function là kết quả đấy. Thì hay còn gọi cái tam hợp biến đấy, nó là cái công thức. Được chưa? Cái này người ta sẽ chỉ cho chúng ta công thức thôi. Còn chúng ta sẽ phải điền vào đây những cái tham số, những cái biến hoặc là những cái nội dung ở trong đấy để chúng ta tóm nó lại nó thành một cái đồ là vậy. Được chưa? Ví dụ tôi ví dụ thế thôi. Thì còn cái ba cái thằng này, người ta có công thức là cứ có ba thằng này đó trong một cái thùng đồ thì sẽ hợp thành cái này, đúng không? Thì ở đây chúng ta có ba cái kia là ba cái cốt. Còn cái khi mà gọi cái cốt cái ra, tức là khi chúng ta hợp đủ với nhau thì cái hàm này sẽ trả. Chúng ta thử viết cho tôi một cái hàm tên là hàm tính tổng của ba số. Ví dụ như sau: function tính tổng nhận ba số a, b, c. Viết cho tôi cái cốt nằm trong này, làm sao để đưa cái mình write ra được cái tổng của ba hàm.
Làm chưa? Cái này rất đơn giản thôi. Document.write A cộng B cộng C. Xong. Bây giờ muốn gọi nó thì gọi là tính tổng 1,2,3 vào đây thì xong. Tôi tạm thời comment cái trích tam giác này vào. Chạy. 6. Đây tôi để là 100, 10, 23, 39. Phải hả? Đi chưa? Có khó không? Hả? Xem lại xem. Không chưa? Có ai không chạy được không? Thằng An không chưa? Dương, đi một vòng xem có đơn nào chưa xong không? Có mỗi một cái dòng như này mà không xong được thì ăn đập đấy nhá. Không, thằng Nam chuẩn bị ăn đáy. Tội đá bóng ngu. Không thể chấp nhận được. Có mỗi cái đội bóng không lãnh đạo được. Chán. Kém. Không bằng bọn B2. B2 lớp toán con gái nhưng không còn đá được thế. À? Lớp nó 3-4 con gái mà. Chẳng liên quan. Tại lớp không có con gái, các bạn tập là con gái lâu quá nên mình chẳng quen. Tôi sợ tập là con gái cũng là một con không liên quan nào. Vì ai mà bảo máy của cũng bị thành hai máy. Thế hả? Tính ra cái đội kia nó cũng không mạnh lắm, nó bình thường. Nhưng mà đội em là chuyển bóng dịch lớp chuyển hay thì tôi bảo nó bình thường, nhưng tôi có bảo nó đã kém hay đã hay đâu. Gặp đội tôi vẫn tát chết bình thường. À, thì trận sau bọn em gặp cái đội của sao đi với đội của thầy nè. Yeah. Đội đây ơ đá đi. Thắng được bọn nó thì coi như thắng đội đội giảng viên. Hả? Thầy là tính ra ghi bàn ở dưới lớp mình có 14 quả thì cũng bình thường. Được chưa, xong hết chưa? Rồi. Đấy, hàm nó chỉ đơn giản như này thôi. Bây giờ hàm nó rất là đơn giản, nó không có cái gì gọi là cao siêu cả. Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý khi nào mà cần phải tạo hàm, khi nào không cần tạo. Thì cái việc này nó khá là khó. Nhưng mà có một cách xác định đơn giản như sau này. Lưu ý có một cách xác định đơn giản như sau này. Cứ một cái đoạn code nào, nhớ nhá, cứ một cái đoạn code nào dài khoảng trên dưới 20 dòng thì chúng ta cứ nghĩ thử xem trong 20 dòng, trong trên dưới 20 cái dòng đấy có đoạn nào có thể được dùng đi dùng lại không. Đúng chưa? Trong 20 dòng kia nếu mà có đoạn nào mà cần phải dùng đi dùng lại thì tách nó ra một cái hàm. Đúng chưa nhỉ? Hoặc đơn cử như kiểu là khoảng 3 đến 5 dòng code mà nó cái số lần lặp đi lặp lại của nó nhiều á, chúng ta cũng có thể tách hàm, có thể chứ không phải là chắc chắn nhé, lưu ý nhé. Có thể thôi. Nếu mà chúng ta thấy cần thiết phải tạo hàm thì chúng ta tạo, còn nếu không cần thiết thì thôi. Xong chưa? Đó. Cái này nó phải phụ thuộc vào cái độ mềm dẻo trong cái việc code của chúng ta. Còn cái lợi ích khi mà tạo hàm mà tôi đã nói rồi, đúng không? Là nó sẽ, chúng ta chỉ viết code một lần thôi, còn dùng chúng ta chỉ gọi mỗi cái tên nó ra truyền tham số vào là xong. Hết phim. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ chia ra hàm ra làm hai loại. Lưu ý đây này, chúng ta chia ra làm hai loại.
Loại thứ nhất là cái loại hàm chúng ta vừa mới dùng. Đây, vừa mới dùng. Đó là cái loại hàm gọi phát thực thi luôn, hiển thị luôn, ao ra luôn, chẳng có động chạm gì cả. Nhưng mà nếu trong cái bài toán này tôi cần là sau khi tính tổng của 3 số, tôi muốn cộng nó với 100 nữa sao? Cộng nó với một cái số random bất kỳ thì giờ sao? Tôi muốn tính tổng xong cộng nó với một cái số random bất kỳ. Chúng ta có thể nhét thẳng vào đây đúng không? Nhưng tôi không thích. Tôi thích viết ở ngoài cơ. Bởi vì tôi sẽ còn dùng cái kết quả của thằng này làm những cái việc phía sau nữa. Sau khi tính xong rồi tôi làm nhiều việc sau nữa. Ngoài việc cộng tổng, tôi chia nhân cái gì gì đấy nó phức tạp. Và mỗi cái trường hợp của tôi dùng nó lại khác nhau. Thì sao? Chúng ta có cái từ khóa là return. Return, return là gì? Trả, trả về. Thì ở đây chúng ta khi mà cái hàm có return thì chúng ta thường thường có một cái biến hướng và total bằng tính tổng. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể là tiến hành là document write ra cái biến tính total kìa. Xem kết quả nó giống không nhá. Vẫn 72 đúng không? Sau đó tôi lấy cái tính tổng là tôi cộng thêm với 100 172. Đúng không? Trong trường hợp chúng ta muốn lấy cái kết quả của nó để gán cho một biến nào đó thì chúng ta đơn giản là có một cái biến hướng và gán cái giá trị của cái biến đấy bằng cái giá trị trả về thông qua câu lệnh return của cái hàm là được. Được chưa nhỉ? Chúng ta có hai loại hàm, hàm có return và hàm không return. Thực ra còn một cái loại hàm nữa là hàm có định danh và hàm không có định danh, hàm vô danh. Nhưng mà cái đấy chúng ta sẽ học sau. Được chưa? Là cái return đi đã, xem cái return đi đã. Và cái số lượng hàm return ấy, cái hàm có return ấy, nó thậm chí là nhiều hơn so với những cái hàm mà không có return. Nhiều hơn nhiều. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, đấy là cái hàm. Định nghĩa hàm và gọi hàm. Chúng ta hoàn toàn có thể tách những cái hàm của chúng ta ra thành một cái file. Sau đó chúng ta muốn dùng ở đâu, muốn dùng cái hàm nào chúng ta nhúng nó vào. Đây xong, đây là về hàm. Ngoài ra hàm có một cái trò rất là hay. Xem này. Ví dụ, trong cái ví dụ đầu tiên tôi ví dụ demo cho các bạn về cái phần phần JavaScript ấy. Còn nhớ cái trò này không?
Còn nhớ cái hàm này không? Nhìn cái hàm này, à, nhìn nè. Chúng ta viết ra đây là một cái function. Sao máy mình giật đấy nhỉ? Không, tự nhiên nó giật. Chấm inner text bằng cao. Xong, cứ duplicate cái này lên. Click me trừ trừ. Cao minus. Duplicate thằng này lên. Đó. Thấy không? Có gì? Con nhìn thấy cái gì? Đây là hàm đúng không? Hàm đây, định nghĩa hàm, gọi hàm. Đúng không? Thì cái on này chúng ta cứ nhìn thấy cái thuộc, đây là thuộc tính của thẻ HTML đúng không? Cứ cái thẻ nào có cái chữ on. Thấy không? Bắt đầu bằng cái từ on, on click, on mouse move, on mouse over, on mouse out, on key up, on key down. Những cái từ có từ on đầu tiên ở cái thuộc tính HTML. Cái này người ta gọi là sự kiện. Nhớ nhá. Sự kiện cho một thẻ. Thì khi ở đây chúng ta on click, on là gì? Trong khi chúng ta click là click chuột đấy. Được chưa? Khi chúng ta click chuột thì nó sẽ thực thi code nằm ở trong cái hàm cao plus với cái button là click me cộng cộng. Nếu mà chúng ta có kích vào cái nút click me trừ trừ thì chúng ta có một cái sự kiện là on click thì nó sẽ thực thi cái hàm cao minus ở trong cái code JavaScript. Được chưa? Thì ở đây code của chúng ta cứ hiểu là nếu mà ở hàm plus thì nó sẽ là cao, cái biến cao là ban đầu bằng không đúng không? Nó sẽ cộng cộng lên bằng 1, sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ HTML có cái ID bằng target, sau đó gán lại text ở trong đấy bằng giá trị của cao. Xong chưa? Ở dưới này tương tự như vậy nhưng mà mỗi tội khác cái là cao trừ trừ thôi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là kết quả. Đúng không? Thì những cái sự kiện ở trong trang HTML, ở trong code HTML có thể thực hiện cái việc là gọi đến các hàm hoặc là thực thi một dòng code hoặc một đoạn code ngắn ở trong JavaScript của chúng ta. Được chưa? Cái này tương đương với cái, các bạn còn nhớ cái inline style trong CSS không? Nó có thể viết code CSS trong đấy đúng không? Thì đây là một dạng inline style của JavaScript. Nó có thể gọi đến một cái dòng code trong JavaScript của chúng ta. Các bạn thử đi xem có chạy không.
không nhá, chạy được không? Bây giờ thử có một cái bài tập như này nhé. Thử có một bài tập như này. Xong hết chưa nhỉ? Ví dụ các bạn thứ nhất tìm hiểu cho tôi cái khái niệm, cái sự kiện là on key down, on key up trong JavaScript. Được chưa? On key up trong JavaScript nó là như nào? Sau đó chúng ta sẽ có một cái đoạn code như sau: input file bằng text. Giờ chúng ta có một cái ID bằng your name, không có value gì cả. Đây là on key up. Chúng ta gọi một cái hàm sau. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ gọi tạo ra một cái hàm function write your name. Rồi, write your name. On key up thì chúng ta thực thi cái hàm là write your name này. Nó mở ngoặc vào. Ở đây chúng ta cái document get element ID này. Các bạn hiểu cái này là cái gì không? Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thôi. Document là gì? Tài liệu, đúng không? Tài liệu tức là toàn bộ cái trang HTML của mình. Get element là tìm đến thẻ, đúng không? Tìm đến cái thẻ. By cái thuộc tính ID này. Được chưa? Thì ở đây mình có cái gì? Document get element by ID là ID là gì? Your name, đúng rồi. Lấy giá trị cái thẻ input chúng ta biết rồi, đúng không? Thẻ input đây này. Thẻ input chúng ta viết được vào, đúng không? Thì nó khi mà chúng ta viết nội dung vào thì nó sẽ có cái gì? Giá trị. Thì nó là value, đúng không? Chấm value. Chúng ta thử gán cái này cho là va bằng val bằng document value. Chúng ta sẽ có là console.log ra cái val này. Rồi coi nhá. Reload này. T3H cách K30B1. Thấy không? Thấy có gì? Có gì? Cứ cái chữ nào thêm vào đây thì là sao? Nó thêm một, không phải thêm một dòng, mà là mỗi một cái này này nó tương đương với chúng ta console log ra một lần. Được chưa? Chẳng qua nội dung console log của chúng ta nó khác nhau qua cái thời gian ở đây thôi. Thì chúng ta trước hết tìm hiểu cho tôi cái sự kiện key up này trước ở trong jQuery, ở trong JavaScript. Sau đó chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ có những cái bài tập rất là hay để làm việc. Làm đi.
Không nhỉ? Tìm hiểu xong key up chưa? Key up là gì? Gõ phím nó chia ra làm 3 loại sự kiện. Key down, key up và key press. Nhưng mà xảy ra khi mình bỏ phím ra. Đúng rồi, mình nhấc phím ra. Thì đến cái sự kiện key up ấy, ví dụ nhá, chúng ta phải phân biệt được khi nào key down, khi nào key up. Key down là chúng ta khi chúng ta ấn phím xuống. Mà khi ấn phím xuống thì là cái máy tính nó chưa kịp nhận cái giá trị của phím bấm. Hiểu chưa? Máy tính chưa kịp nhận giá trị của phím bấm. Nhưng mà key up thì sao? Là nhận xong rồi nhả ra, tức là chúng ta đã lấy được cái giá trị của phím bấm rồi. Hai cái này nó khác nhau nha các thánh nhá. Nên là phải lưu ý. Được chưa? Rồi rồi sao? Khi mà chúng ta bấm phím lên này, bấm phím xuống và nhả lên này thì cái hàm write your name nó sẽ được chạy này. Chạy thì chúng ta có một cái biến bằng cái giá trị của cái thẻ your name đúng không? Value, console log là value đúng không? Xong chưa? Bây giờ các bạn làm thêm cái việc này cho tôi. Ở đây tôi sẽ có ba số. Tôi bỏ qua cái ID, các bạn sẽ tự phải làm nhé. Đây là number A, lắp ticket lên. Number B, number C. Khi một trong ba thằng này key up, các bạn tự nghĩ ra một cái hàm, tự nghĩ ra một cái hàm để giúp tôi tính tổng của ba cái con số này và điền cái giá trị tổng của nó vào trong cái target ở phía dưới đây. Đấy. Tự viết hàm để khi mà các bạn thay đổi số ở trong cái trong mỗi một cái input này thì cái số ở trong cái thẻ H3 này tự động nhảy, không phải bấm cái nút nào. Đây hiện tại đang như này. Giường N172 kia trời. Cái gì đâu mà là 172. Bỏ cái mình ghé. Ồ, sao có cái hàm của nợ nó ở đây đây. Đây đây rồi. Đây, cái giao diện của chúng ta. Total notify. Đây. Giao diện của chúng ta như này. Tôi đang mong muốn cái việc là tôi viết số 5. Viết số 5 vào đây phát là cái số 0 rồi chuyển thành số 5 này. Viết số 4 vào đây phát là cái số 5 vừa rồi chuyển thành số 9 này. Viết số 11 vào đây nữa là nó chuyển thành số 20. Được chưa? Bắt sự kiện luôn trên màn hình. Làm đi. Làm kiểu gì thì làm. Tôi để code lên nhá. Đã dạy cho hết về sự kiện rồi. Sự kiện key up rồi. Bây giờ làm thôi. Có document get element by ID, có inner text, có value rồi. Giờ làm nào nữa? Nghĩ đi. Bài sau này
Hết là mình lấy được cái các giá trị của các cái thẻ này đi đã. Sau đó con số log từng cái ra một.
Kiap lấy từng cái ra một. Sao thằng này làm gì mà thở dài kinh ấy. Đây này, giống đây này. Nhét cho mỗi cái một cái ID rồi nhé. Viết mỗi cái một cái hàm nhé. Dễ nhất là viết mỗi cái một cái hàm. Lấy giá trị. Thank you.
Xong chưa? Một đứa xong. Chỉ là xong thằng Dương. Xong chưa? Thầy gợi ý này. Đây. Cứ tạo một cái biến là biến va tù tờ nhá. Bằng không này. Chưa? Sau đó mình sẽ có cái va number A. Va number B. Mà không hết. Và number C cũng bằng 0. Xong sao? Bây giờ này để ý này. On key up thì mình gọi ha. Get number A. Làm cách dễ thôi. Copy này vứt vào đây. Function. Ở đây mình có cái gì? Đi copy lại cái mớ này. Number A bằng get element by ID number A. Nhét vào đây. Nó console log rồi đã. Cái number A này ra. Đúng không? Đúng người không? 100. Xong chưa? Làm tương tự với hai thằng kia. Ô hai cái bọn này. Kém thế nhỉ?
Xong chưa? Mấy thằng xong chưa? Xong hết ABC chưa? Hả? Rồi sao? Làm tương tự với BC chưa? Tất nhiên đây là cách nông dân thôi. Tôi có những cái cách mà nó hay hơn rất nhiều. Duplicate cái hàm lên. Dạ, lấy ra được ABC hết rồi này. Đúng không? Sao nữa? Cộng nó vào. Ừ? Sao? Dạ. Tức là như này thôi. Như này. Target inner text bằng number A cộng number B cộng number C như này. Đúng không? Đây hiển thị tổng của nó gì nữa? Chính xác không? 10 này, 20 này, 30 này. Nó ra cái gì đấy? Cộng chuỗi đúng không? Thế giờ sao? Đúng không? Đẩy sang kiểu số, dùng hàm gì để đẩy sang kiểu số? Này đúng không? Này đúng không? 10 này, 20 này, 30 này. Đúng không? Đủ chưa? Đúng chưa? Thế nếu mà tôi viết như này sao? Sao? Thì vậy chúng ta phải làm như thế này này. Cứ lấy giá trị đã. If number A bằng, nếu mà cái is nan của cái number A này bằng chu, tức là không phải kiểu số đúng không, thì gán cho nó bằng không, còn nếu không thì pass in của cái number A này đúng không? Sai gì? Sai đâu? Cái gì? Ờ sao?
gán bằng gì? Tôi viết bằng không ấy. Ai bảo dấu bằng đây này? Đây là if L ba ngôi còn gì nữa? Toán tử ba ngôi còn gì nữa? Copy cái này vứt xuống dưới. Đã bắt đầu hình dung lập trình là phải làm như nào chưa? Rất dễ thôi, chẳng có cái vẹo gì. Dễ mà. Nếu không cảm thấy dễ thì cứ phải luyện cho đến bao giờ thấy dễ thì thôi. Tôi cũng luyện cái này rất là nhiều, không phải là tự nhiên mà đi dạy được đâu. Nhá, kệ nó, cái nan kia kệ nó. Bởi vì do tôi tab đấy. Tí nữa chúng ta sẽ loại bỏ những cái số, những cái ký tự không phải là số đi. Đấy, này. Đẩy cốt lên nha. Chẳng có gì không được. Làm thử đi. Nhưng mà em vừa làm nó ra cái nào. Thế phải check lại xem là cái giá trị của nó như nào. Cứ làm thử đi, nghĩ ra cái cách gì tối ưu hơn là phải thử. Chứ đừng hỏi, làm thử đi, tôi sẽ chỉ giải đáp những cái lỗi thôi. Bài tập về nhà sẽ như sau này. Chúng ta vẽ ra thôi cái màn hình cái máy tính của mình. Ví dụ đây là cái input cái gì đấy, số được bật tập là span được. Đây sẽ là lúc AC, chưa? Sau rồi mỗi hàng ba bốn số. Không một hai ba bốn năm sáu bảy tám, còn số không nữa đúng không? Đây là số không, ở đây là số bằng số không một hai gì đâu nhỉ? À số ba bên cạnh AC đúng không? Đây là số không, tôi thích để đấy nha. Yeah. Sau đây là nút cộng, đây nút trừ, đây nút nhân, đây nút chia, không có chia đến dư. Yeah. Về vẽ thôi này, đây nút bảng này, em hát HTML đấy, chẳng nhớ vẽ bằng cái gì, vẽ bằng giấy à? Nào đi nhá, vẽ này ra. Chỉ vẽ thôi. Tất nhiên, vẽ ra thôi. Tôi chưa cần các ông phải làm gì nhiều. Dương hướng dẫn các bạn, à Dương post cái đề bài lên nhá. Chụp cái đấy, chúng mày làm. Ừ, để lên mạng kính nhá.